trong khi thao tác file nhé, các bạn vào phần mở file có sẵn này, thì các bạn vào phần file này, rồi các bạn chọn open. Ở đây nó có hai cái phần lưu ý cho các em, đối với các cái phần mà chúng ta không cần phải quản lý quá nhiều ảnh thì các bạn có thể vào file chọn open để mở ảnh, mở một file vector hoặc là file bitmap đều được nhé. Ví dụ cô vào file chọn open, cô có thể mở ra một số các cái file vector đây, EPS là vector hoặc là AI cũng là những cái file, đây là những cái file công việc. Chẳng hạn như vậy. Hoặc file ảnh hoặc là file PDF thì chúng ta đều có thể mở được. Đối với Illustrator thì nó rất là đa dạng về các cái định dạng file mở trong này. Đó. Nó mở được tất cả những cái định dạng dù là file ảnh, dù là file vector. Đó. Đây là có rất là nhiều định dạng vector, ví dụ định dạng vector là EPS này, rồi AI này, rồi PDF này đều có thể mở được nhá. Cô lấy ví dụ này, cô mở file PDF. Đó, thì đều có thể mở được tất cả các cái phần định dạng file này. Thì đây là open thôi nhá, open thì mở được tất cả các định dạng file, nhưng trong trường hợp mà các bạn thiết kế những cái file kích thước nó lớn mà các bạn đưa ảnh vào bằng cách open đó thì file của chúng ta nó sẽ rất là nặng. Hoặc các bạn thiết kế một cái quyển lịch mà nó có 12 trang hoặc thiết kế một cái tạp chí nhiều trang thì chúng ta sẽ đưa ảnh bằng cách nào? Thì các bạn sẽ không mở bằng cách là open nữa nhé. Đó, có hai cách, open là mở trực tiếp ảnh và cách thứ hai đó là liên kết ảnh. Liên kết ảnh tức là mình sẽ liên kết đến cái thư mục có chứa cái ảnh đó chứ không phải là mở trực tiếp ảnh đấy ra đây. Cô lấy ví dụ là cũng mở được ảnh nhé, cô sẽ chọn là place, đó phím tắt của nó là Ctrl Shift P. Rồi bây giờ cô mở ảnh nhé, đây là một cái ảnh đi, đó, cô sẽ nhấp vào place này, sau đó cô sẽ nhấp vào đây. Liền lúc cô có thể chọn mấy cái ảnh được. Tức là cái cách này thì chúng ta có thể đưa ra rất là nhiều những cái ảnh vào trong này được. Cô chọn rất là nhiều ảnh nhá. Cô không biết là cô định làm cái gì trước. Cô sẽ chọn vài cái ảnh ở đây. Ảnh này, ảnh này, ảnh này, ảnh này. Đó, cô chọn rất nhiều ảnh ở đây. Và các bạn nhìn thấy này, nó đang hiển thị, khi cô di chuyển ở đây, nó đang hiển thị là 1 trên 4, mở 1 cái trên 4 cái, hoặc mở tất. Các bạn có thể kích đúp vào thì nó sẽ ra đúng cái kích thước mà cái ảnh bên ngoài. Kích đúp vào đây nó ra đúng kích thước. Còn các bạn muốn mở từ từ thì các bạn chọn này. Đó, muốn nhét ảnh nó ra đâu cũng được. Đó, kéo lên đâu nó ra đấy. Thì đây là cái cách mở ảnh gọi là liên kết đến cái thư mục chứa ảnh này. Chứ thực tế cái ảnh này nó không hiển thị trong file này các bạn nhé. Khi mà các bạn xóa cái thư mục đi là cái ảnh này, xóa cái thư mục ở ngoài kia đi thì dù các bạn có lưu cái file này đi chăng nữa thì nó cũng mất ảnh luôn ở đây. Nó lại hiển thị liên kết. Nhưng mà cái tác dụng của nó là làm cho file của chúng ta rất là nhẹ, nó không bị ì ạch, chạy nó không bị lâu. Nhiều khi chúng ta là mở open ra với nhiều file ảnh mà ta lưu vào, mở ra rất là lâu, lưu lại cũng rất là lâu. Thì cái cách mà liên kết này nó có cái ưu điểm là nhẹ file, nhưng nó có cái nhược điểm là gì ạ? Nhược điểm là khi mà cái ảnh này các bạn cái file này các bạn lưu sang máy khác thì nó mất liên kết. Rồi các bạn đang làm một cái sản phẩm, sau đó máy các bạn không làm được gì đó thì các bạn có thể lưu cái file này và đưa sang máy khác, lúc đó nó không còn liên kết đến cái ảnh này nữa, nó sẽ mất đi. Vậy thì làm thế nào để khi chúng ta mở bằng cách này tối ưu được cái quá trình làm việc nó nhẹ file rồi nhưng mà mở sang file khác nó không bị mất đi? Thì chúng ta lại đến cái phần tiếp theo, đó là phần lưu file nhé. Các bạn hãy ghi thêm cái phần lưu file, lưu file mà xuất file nhé. Thì chúng ta ghi thêm cái phần lưu file này. Lưu file thì chúng ta vào save as. Các bạn nhớ là ghi chép đầy đủ vào nhá, bởi vì những cái phần này mà chỉ xem thôi ấy, thì sau này các bạn chưa va chạm ngay với công việc thực tế á, rồi lại trôi đi hết thôi. Đó. Chỉ cần lát nữa hết giờ học này ra làm bát mì tôm là kiến thức đi đâu hết luôn rồi đấy, nếu không ghi chép nhá. Lưu file thì chúng ta vào file chọn save as.
những cái file mà chúng ta mở open ảnh ra, mở trực tiếp ảnh ra thì nó lưu được. Những cái file mà chúng ta paste ảnh vào, tức là link ảnh vào đây, thì khi lưu vào, các bạn nhớ là làm trực tiếp trên máy này thì ok, và không xóa thư mục ảnh gốc thì ok. Nhưng mà nếu chúng ta copy sang file khác, chúng ta copy sang máy khác thì nó sẽ mất đấy, mất ảnh đấy. Lưu đây thì chúng ta sẽ chọn cái định dạng để lưu. Cái này thì nó cũng khá là nhiều vấn đề trong cái cách lưu file. Khi mà các bạn làm va chạm thực tế rồi, các bạn mới phải gỡ gạc ra nhiều, vỡ ra nhiều cái vấn đề khi lưu file. Còn bây giờ thì các bạn có thể chỉ cần nhớ mỗi là lưu định dạng gốc thì chúng ta lưu định dạng AI đó. Còn lưu một cái file để có thể mở trên nhiều phần mềm khác thì chúng ta nhiều phần mềm khác, ví dụ như là mở được cả trên một số phần mềm như là không cùng họ hàng với cả thằng Adobe này, như là Corel ấy, thì nó không cùng họ hàng, nó vẫn có thể mở được file PDF hoặc là EPS nhé, hoặc là SVG đối với một số các bạn làm phim hoạt hình 2D gì đó mà cần phải sử dụng cái định dạng SVG đối với một số phần mềm như những cái phần mềm ở trên YouTube người ta hay chia sẻ những cái phần mềm hoạt hình vẽ tay các thứ đó, nhiều khi người ta sẽ phải lưu cái định dạng hình ảnh của mình sang SVG chẳng hạn. Tức là có rất là nhiều các định dạng tùy theo mục đích của các bạn nhé. Cô thì không biết được tất cả sau này các bạn làm nó những cái mục đích gì. Thì sau này khi mà chúng ta va chạm với công việc mà mắc ở đâu thì có thể hỏi cô chia sẻ ở phần đó. Bởi vì kiến thức cái phần này nó vô cùng rộng. Mỗi cái mảng lưu file thôi chúng ta cũng thấy là nó cực kỳ là nhiều vấn đề trong cái lưu. Lưu làm sao cho đúng mục đích làm việc sau này của mình là một vấn đề. Còn bây giờ chúng ta chưa biết, chưa có va chạm nhiều cái công việc chi tiết khác thì các bạn cứ lưu cho cô, một là định dạng AI, hai là định dạng PDF. Định dạng AI là để chúng ta có thể sửa file của mình dễ dàng. Định dạng PDF cũng sửa được, tuy nhiên cái định dạng PDF dùng để trình chiếu thì nó phù hợp hơn. Ví dụ sau này các bạn làm xong bài rồi, các bạn có thể lưu định dạng PDF để trình chiếu cái file của mình. Đó, thì nó đẹp. Đó, thì hai cái định dạng này các bạn lưu ý. Vậy thì lưu ở hai định dạng này còn cái gì quan trọng nữa? Cô lấy ví dụ từng định dạng nhé. Cô lưu định dạng này. AI nhé. Định dạng AI khi mà cô lưu ở đây. Nó có cái phần version này. Nếu mà các bạn chủ định làm trên máy của mình thì các bạn cứ lưu bình thường với cái nó mặc định ở trên đầu tiên là cái phiên bản mình đang sử dụng thôi. Nhưng trong trường hợp các bạn phải đưa sang một máy khác mà có phần mềm thấp hơn, như phần mềm CS6, CS5 nó là thấp hơn, thì các bạn buộc phải lưu cái file của mình dưới cái phần mềm thấp hơn người ta mới mở được. Còn các bạn lưu ở phần mềm cao là họ không mở được. Đó, cái version cao là họ không mở được, nó giống Word ấy. Đó, tức là cái cao thì mở được cái thấp, mà cái thấp thì không mở được cái cao. Trừ khi chúng ta sử dụng song song những cái phần mềm nó, nếu mà mình lưu sang cái phần mềm nó cao hơn. Ví dụ đây cô đang sử dụng phiên bản 2019 mà các bạn muốn mở ở 2021 thì ok không sao. Nhưng các bạn mở ở cái phiên bản thấp hơn thì nó khó. Nó có thể là mở ra nó báo lỗi một vài phần. Đấy là cái phần lưu định dạng gốc nhá, là AI á. Thứ hai, đó là chúng ta lưu sang cái định dạng PDF. PDF. Rồi. Khi mà chúng ta lưu sang định dạng PDF thì nó hay mặc định ở cái đầu tiên, đó là chất lượng tốt và có thể chỉnh sửa. Trong một vài trường hợp ấy, chúng ta cần lưu sang các cái định dạng mà không thể chỉnh sửa. File ảnh mà không thể chỉnh sửa. Đó, hoặc là những cái file gọi là độ phân giải thấp đi, smoothness là độ phân giải rất là thấp. Đó, độ phân giải thấp này thì khách hàng của chúng ta có thể xem file của chúng ta nhưng không thể in file của chúng ta được. Bởi vì cái nghề này là một cái nghề rất dễ bị ăn cắp chất xám các bạn ạ. Hì hục làm ra 12 trang 12 cái trang portfolio hoặc là 12 cái trang profile cho một công ty nào đó, sau đó thì mình gửi luôn cho họ cái file này để họ kiểm tra thôi xong rồi. Đúng không? Thì các bạn phải biết giữ lại cái chất xám của mình bằng cách là chúng ta sẽ lưu ra các cái định dạng mà người ta không thể chỉnh sửa được, người ta cũng không thể in được.
nó là những cái độ phân giải thấp thôi. Và cái độ phân giải thấp và có nhiều các cái mẹo, những cái chiêu mà khi mà chúng ta lưu mà khách hàng bó tay, không làm thế nào, không làm gì được cái file của mình được, xem thoải mái luôn, chia sẻ thoải mái luôn nhưng không làm gì được với mục đích của họ. Thì những cái phần này mà sau này các bạn va chạm có thể hỏi cô sau, bởi vì kiến thức cái phần này thôi á, cô nói nó cũng rất là rộng luôn. Với 20 năm trong nghề rồi thì cô đảm bảo là cô cũng đã từng bị ăn cắp chất xám rồi, cho nên là cô cũng rút được rất là nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn cái phần này. Cô làm thiết kế nhiều hơn là đi dạy, cho nên là các bạn hiểu là những cái gì mà cô bị đánh cắp mất rồi thì cũng là cái mà cô rút kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Chứ các bạn chỉ nghĩ đơn thuần là chúng ta làm đây rồi đưa cho khách rồi xem thế này thế kia, ví dụ như là các bạn làm những cái sản phẩm đơn thôi á, ví dụ như một cái banner thì các bạn chụp màn hình đưa cho khách xem cũng là một cách. Tuy nhiên đối với một cái sản phẩm mang tính chất là quyển nhiều trang ấy thì các bạn làm sao mà có chụp được tầng đấy trang, đúng không? Thì đấy nó cũng là một cái cách để chúng ta chia sẻ với khách hàng và không bị mất chất xám. Khách hàng người ta không muốn bỏ ra một cái chi phí lớn mà người ta vẫn muốn có sản phẩm đẹp ấy, có nhiều lắm, nhiều khách hàng như vậy lắm. Đó, mình sẽ phải rút kinh nghiệm từ những cái khách hàng như vậy để chúng ta luôn luôn là người cầm đằng chuôi. Đó, thì cái phần này kể cả sau này các bạn học tiếp sang cái phần gì ạ, cái phần in ấn ấy, cái phần là thiết kế in ấn ấy, thì còn có nhiều cách để xuất file ra dùng để in. Làm sao cho nó tuần chuẩn từng cái chất liệu của mình. Cho nên là kiến thức, cô nói là kiến thức ở trong mỗi phần mềm thì nó vô cùng là rộng, chúng ta đang học cái nền tảng thôi. Sau này va chạm đến mỗi một cái mục đích gì chúng ta lại có thể tìm hiểu tiếp, tìm hiểu thôi. Chứ còn nếu mà để mà học chi tiết tất cả những cái tỉ mỉ những cái phần đó thì cô nghĩ là thứ nhất là các bạn chưa va chạm đến, các bạn sẽ không nhớ. Thứ hai là nó sẽ bị quá tốn quá nhiều thời gian. Ok nhá, cái phần này chúng ta có thể chọn bình thường nếu như mà để áp dụng trong bài vở của mình để trình chiếu thôi, các bạn để lựa chọn cái đầu tiên mặc định này được rồi. Nó xếp ép lại và chúng ta sẽ có một cái file trình chiếu đây. Đây, cái file đây. Cô vừa mới mới lưu đây. Đó, bạn thấy không? Thì lưu cái file này khi chúng ta trình chiếu nó rất là đẹp, nhìn nó đẹp. Lưu xong rồi nhá, đến là một vài cách lưu nhá. Tiếp theo là đến cái phần là tối ưu hình ảnh nhá, tối ưu hình ảnh. Rồi cái phần tối ưu hình ảnh có nghĩa là cái phần mà các bạn học Photoshop là cũng có biết rồi đúng không? Save for web ấy, save for web trong Photoshop có đấy các bạn. Rồi ạ. Ừ đấy nhá, thì trong cái phần mềm cái những cái gì trong Photoshop làm được thì trong Illustrator cũng vậy thôi. Các bạn có thể lưu ở định dạng gì và cái tối ưu cái hình ảnh đấy nhằm mục đích gì thì ở đây nó làm được. Cô lấy ví dụ là các bạn thiết kế một cái ảnh để up lên một cái trang web nào đó mà nó yêu cầu kích thước của mình nó không thấp thôi á, thì có đây là cách mà chúng ta tối ưu hình ảnh. Ví dụ các bạn chọn định dạng này, định dạng nếu là ảnh chụp thì chúng ta nên để định dạng là JPEG, bởi vì JPEG nó cái dải màu nó rất là lớn, 16 triệu màu á. Còn các định dạng khác thì màu nó ít hơn, ví dụ như GIF nó chỉ có 256 màu thôi. Đây là những cái màu nó hiển thị trong bài của mình như này. Đó thì ảnh của mình nó sẽ không được đẹp nếu là ảnh chụp. Tiếp theo là cái mức độ. Đấy, các bạn thể lựa chọn cái mức độ tốt nhất hoặc là mức độ các bạn chọn đây là cái phần to up nhá. Thì nó hiển thị là trước và sau khi mà chúng ta tối ưu hình ảnh. Đó. Trước thì nó là trên 5 mê, sau thì nó chưa đến 1 mê, nó rất là thấp. Đấy, đây là cái mức độ các bạn có thể giảm đi. Đó. Cái phần này thì chúng ta học Photoshop rồi cho nên là cô cũng sẽ không có quá chi tiết về cái phần này đâu. Chúng ta giảm đi và nhìn thấy ở cái mức độ có thể chấp nhận được mà file nó nhẹ là ok. Có phải Ơi. em học Photoshop bao nhiêu năm rồi mà em chưa nhìn đến cái này bao giờ luôn á? À thế à, đây là cái phần mà tối ưu hình ảnh. Lý do vì sao mà khi các bạn lưu một cái file mà các bạn up lên Facebook, rõ ràng là khi mà các em làm trên máy nó rất là đẹp, rất là nét, nhưng up Facebook xong thì nó bị vỡ, đúng không? Có trường hợp Và đấy đúng không?
chất lượng. Ừ, đấy là chất lượng của ảnh. Đó là do các em không tự tối ưu trước thì cái Facebook nó sẽ tối ưu hình ảnh của em xuống và nó sẽ nén cái ảnh của em xuống làm cho ảnh của mình nó bị vỡ. Đó thì thay vì họ nén ảnh của mình xuống thì mình hãy tự làm trước điều đó. Em làm trước rồi, em nén rồi, kích thước cái dung lượng của em thấp rồi á thì lên Facebook nó sẽ giống y xì như trên file thiết kế của mình thôi. Khi em nén rồi, em lưu như thế nào thì lên Facebook nó như vậy. Hoặc là lên một số cái trang web. Em thấy là một số cái trang web mà cái ảnh của nó, ví dụ cái trang web đấy người ta mua hosting ít thôi á. Khi mình làm những cái trang web đấy mà mình lại up cái file ảnh kích thước nó lớn đấy thì nó chiếm nhiều dung lượng, chiếm nhiều hosting đấy, thì khi mà khách hàng người ta up vào, người ta kích vào, người ta xem một cái ảnh của mình nó rất là chậm. Thì thay vì ảnh đẹp mà nó lại chậm, có khi người ta không đủ kiên trì để xem cái ảnh đẹp ấy đâu, người ta sẽ click sang trang của một đối thủ khác. Vì vậy, khi mà tối ưu hình ảnh là chúng ta sẽ ưu tiên nó về dung lượng. Dung lượng thì cực thấp mà ảnh có thể chấp nhận được thì người ta sẽ lựa chọn cái là dung lượng thấp và ảnh đẹp, chứ không phải là ảnh cực đẹp, đẹp long lanh mà dung lượng cao như thế này. Em hiểu không ạ? Thì cái phần này đó là cái phần tối ưu dung lượng dành cho up online, up hình ảnh online. Nên đâu đó thì chúng ta sẽ làm bằng cách này. Và cái phần quality thì các em có thể giảm đi nhưng mà đừng giảm quá. Cô lấy ví dụ cô giảm quá này, cô giảm cái phần này nhá, thì các em so sánh là nó sẽ bị vỡ rồi đấy. So hình ảnh đây, bạn thấy không? Đấy, bị vỡ luôn rồi này. Đó, đây là ảnh gốc và là ảnh sau khi mình nén nhá, bị vỡ rồi. Thì các bạn để cái này nó mức độ có thể chấp nhận được chứ đừng có để thấp quá. Nếu chấp nhận được như thế này này, đó, chúng ta so sánh cái ảnh có thể chấp nhận được. Đó, mà dung lượng nó rất thấp. Còn nếu mà chúng ta cố tình cho nó thấp nữa, cho thấp nữa, đó, dung lượng lại quá nhỏ luôn, nhưng mà ảnh bị vỡ mất rồi. Thì cái phần này là do chúng ta sẽ phải kiểm định bằng mắt mình thấy ảnh chấp nhận được và cái dung lượng nó thấp là ok. Trong Photoshop thì có làm ảnh động thì chúng ta xuất, thì nó có cái phần xuất GIF ấy, đó, xuất file GIF. Tức là một số các cái banner họ làm bằng Photoshop, banner động ấy, làm bằng Photoshop thì xuất GIF. Ở đây thì chúng ta mà có xuất file để sang làm phim sau này thì các bạn có thể chọn sang là PNG24. Đó là cái định dạng nó trong suốt. Đó các bạn nhìn này, đấy là file thiết kế, định dạng nó là trong suốt này. Thì khi chúng ta xuất sang một số các cái phần mềm để làm phim là nó phù hợp. Rồi thì các bạn có thể ghi là nếu là xuất for web, tức là tối ưu dung lượng, thì các bạn vào file chọn export và chọn save for web. Một số các bạn sử dụng phiên bản thấp hơn thì không cần phải vào trong cái export mà cái save for web này nó nằm ngay ngoài luôn. Cái phần riêng cái phần xuất này nó cũng khá là nhiều kiến thức luôn. Cô lấy ví dụ là bây giờ mà các em vẫn cần xuất một phát ra, các em làm 20 trang đi, 20 trang sách đi, mà các em muốn xuất một phát 20 trang ảnh đi, thì các bạn chọn sang là cái này này, export for print này. Đó, nó xuất ra 20 trang cho các bạn luôn. Thì cái phần này có thể là trong quá trình học các bạn chưa sử dụng đến đâu, nhưng mà khi làm thì có đấy, khi làm thì có. Đây là một trong những cái gọi là kinh nghiệm khi mình xuất ra ảnh. Ví dụ các em muốn làm 20 trang và các em xuất ra 20 cái ảnh, sau đó mà cái chất lượng của ảnh là cực thấp, cũng thể cho khách xem bằng cách đó, cực thấp. Hoặc các bạn lại sau khi xuất ra 20 cái ảnh rồi, các bạn lại import ngược vào làm một cái file PDF với 20 trang, thì khách có xem cái file này mà muốn không muốn trả tiền mình cũng chỉ có khóc thôi. Rồi cái phần này thì sau các bạn mà có gặp phải khách mà nó như thế nào đó mà cần phải xuất file làm cho họ không có thể lấy được file của mình ấy, thì lúc đó các bạn va chạm phải, các bạn có thể hỏi cô sau nhá. Chứ thực sự là chia sẻ chi tiết từng phần đấy thì nó quá mất thời gian luôn. Rồi chúng ta sang tiếp đến cái phần mà cô vừa nói, đó là chúng ta làm thế nào để khi đưa sang máy khác với những cái ảnh mà đang có cái nút chéo ở đây này, có nghĩa là ảnh liên kết chứ không phải ảnh open nhá. Nó khác nhau với ảnh đây này, open nó không có cái gạch chéo đấy đâu. Ví dụ cô mở một cái ảnh open nhá. Rồi. Đó, ảnh open đây, nó là một cái file này, xong rồi cô muốn đưa sang đây để cô làm thiết kế trên một cái file này. Thì nó khá là an toàn khi mà chúng ta đưa sang máy nào cũng ok, bởi vì chúng ta mở trực tiếp ở đây rồi, thậm chí xóa thư mục gốc đi
cũng chả có sao hết, nhưng nó rất là nặng. Đó. Còn cái phần này nó khác cái này. Khi chúng ta vừa mở bằng cách là vào file chọn bullet nhá. Đó, tức là import cái ảnh này đến cái tức là import vào đây nhưng nó lại không phải là nằm trên cái phần mềm này mà nó chỉ là hiển thị trên đây thôi. Thì nó có cái nút chéo ở đây. Thì nếu như trong trường hợp này á, có hai cách để chúng ta có thể bảo toàn được cái file ảnh này nằm trong cái file thiết kế của mình. Cách thứ nhất là các bạn ngắt link ra, nhưng ngắt link thì file của chúng ta bắt đầu nặng ấy nhá. Các bạn ngắt link đi. Bạn ngắt link đi thì ở trên cái thanh thuộc tính này nó có cái phần embed ấy, đó là ngắt link nha, nhấp vào đâu, nó ngắt link, cô ngắt thử nhá. Đó thì nó mất cái nút chéo này rồi. Bây giờ các bạn lưu ra thì ok, an toàn, xóa từ bộ gốc cũng ok. Nhưng trong trường hợp là các bạn không ngắt link, các bạn lưu luôn cho nó nhẹ file, sau này mở ra ở đâu đó sửa cũng ok. Thì có cách thứ hai, là các bạn vào file này và các bạn chọn phần Packer. Đây là cái phần mà chúng ta có thể là đóng gói tất cả những cái gì chúng ta thiết kế trên cái file này. Nó cũng giống như InDesign á, là đóng gói toàn bộ cái gì chúng ta nằm trong file này đều có hết. Các bạn chọn vào đây nhá. Sau đó cô sẽ thử đóng gói một cái để xem nó có cái gì trong cái file mình đóng gói này. Rồi khi bắt đầu đóng gói thì nó sẽ bắt mình phải lưu file trước khi đóng. Ok, lưu thì lưu. Rồi sau đó chúng ta sẽ đóng gói vào đâu? Cô sẽ đóng gói tạm nó ra ngoài desktop đi, tạo một cái thư mục ra ngoài desktop. Rồi cái thư tên thư mục này, các bạn có thể thay đổi tên thư mục. Rồi cô chọn đóng gói luôn nhá. Ở đây nó sẽ hiển thị đây là copy tất cả những cái link của chúng ta đây này, nó liên kết typo hoặc là những cái mà chúng ta thiết kế ở đây nó đều có. Đây là quá trình đóng gói đã thành công. Bây giờ chúng ta có muốn mở cái thư mục chúng ta vừa đóng gói ra xem không? Các bạn không mở thì nhấp OK, còn các bạn mở ra xem thì nhấp vào Show. Show Packer thì chúng ta sẽ vào đây và chúng ta thấy là cái thư mục mà cô để ở desktop, nó là thư mục này nhá. Nó đóng gói được cái phần phông chữ. Đó, phông chữ mà cô đang sử dụng trong bài đó là phông chữ này. Mục đích để làm gì ạ? Là sang máy khác các bạn có thể phải chuột vào đây và chọn cài vào máy khác mà nó sẽ hiển thị được phông của chúng ta. Không tránh tình trạng là chúng ta đưa sang máy khác thì nó không có phông thì bị lỗi phông luôn rồi. So với Photoshop thì chỉ có Illust mới làm được thôi. InDesign thì cũng làm được. Nó có cái phần link này là chứa những cái ảnh mà chúng ta cho vào, các bạn thấy không? Đó. Rồi tiếp theo đó là những cái phần ví dụ file PDF lúc đầu chúng ta lưu ấy, lưu định dạng PDF thì nó có một file PDF, mà chúng ta lưu định dạng AI thì nó có một cái file là định dạng AI. Đó, thì đây có phải là tất cả những cái gì liên quan đến cái file thiết kế của mình không? Và khi mà các bạn đưa sang máy khác chỉ cần copy nguyên cái thư mục này là xong. Copy nguyên cái thư mục này sang máy khác là ok. Sang máy khác chúng ta chỉ cần cài phông vào thôi, còn ảnh thì chúng ta mở ra là nó nhận được. Thì với cái cách làm như thế này thì các bạn có thể làm một cái file mà nó có nhiều trang cũng không sợ nặng máy nhá. Các bạn nên nhớ đầy đủ các kiến thức này, bởi vì chúng ta phải làm chủ được cái file mình làm ra, không có lý do gì chúng ta làm cái file ra và không biết xuất nó ra nhiều mục đích khác nhau.